Trước thềm của cuộc bắt tay lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un vào hôm ngày 12 tháng 6, Đức Tổng giám mục Công giáo của Singapore là Đức cha William Gore đã kêu gọi người Công giáo và các tín hữu khác họp nhau tại nhiều nhà thờ ở Singapore để cầu nguyện cho hội nghị thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên diễn ra vào ngày 12 tháng 6. Sáng kiến cầu nguyện này là để thực hiện lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin vào hôm Chủ nhật ngày 10 tháng 6. Đức cha Gore đã gọi cuộc họp lịch sử này là một ân sủng dồi dào của Thiên Chúa. Lời cầu nguyện đặc biệt cho hội nghị thượng đỉnh được đọc như sau: Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện ơn soi sáng cho các nhà lãnh đạo chính trị để làm việc vì hòa bình, công bằng và trật tự xã hội trên thế giới. Xin cho đây là sự khởi đầu của một nỗ lực liên tục để xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ, thoát khỏi gánh nặng của sự sợ hãi và sự nghi ngờ. Xin cho các quốc gia học được cách tin tưởng nhau và làm việc hướng tới hòa bình thế giới cho tất cả nhân loại. Thêm vào, Đức Tổng giám mục Gore cũng kêu xin sự can thiệp của Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ là gương mặt công lý và trí tuệ của chúng con. Chúng con xin giao phó hội nghị này cho mẹ. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hướng dẫn các nhà lãnh đạo và các quan chức. Nhắc lại hôm qua, Chủ nhật ngày 10 tháng 6, trong lúc đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, trong tình bạn và trong lời cầu nguyện, tôi ước ao một lần nữa với lời cầu nguyện đặc biệt đến với những người Hàn Quốc yêu quý. Những cuộc nói chuyện diễn ra trong những ngày sắp tới tại Singapore có thể đóng góp vào sự phát triển của một thời kỳ tích cực, đảm bảo một tương lai hòa bình cho bán đảo Triều Tiên và cho toàn thế giới.